Các em thân mến, thì hôm nay thầy và các em chúng ta sẽ ôn tập phần vẽ trang trí. Đó là chúng ta sẽ ôn cái bài tạo dáng và trang trí túi xách. Thì ở cái phần quan sát nhận xét, thầy cho các em xem một số mẫu túi xách được đang thêu bằng len. Một số túi xách được tạo kiểu rất là phong phú, đa dạng, chất liệu giả da, vải, nhựa. Một số sản phẩm bằng simili da. Một số túi được đan khéo léo. Mây cói. Những túi xách này chúng ta thấy là thiết kế rất là đẹp đó. Tạo kiểu dáng những đồ vật mà chúng ta bắt gặp trong cuộc sống. Ở cái phần làm bài thì đầu tiên thầy mời các em nhận xét là túi xách có rất nhiều kiểu dáng, trang trí nhiều cách khác nhau, có quai, có lại có dây đeo, và chất liệu thì rất là phong phú các em, bằng da vải, bằng len, bằng nhựa, mây tre, sợi tổng hợp. Công dụng của túi xách thì chúng ta biết là để đựng đồ và để làm đẹp, vật dụng đẹp. Ở phần 2 thì chúng ta qua cái phần tạo dáng. Đây chúng ta thầy cho các em tham khảo một cái mẫu tạo dáng. Ở phần trang trí, chúng ta sẽ tạo tiềm, họa tiết, các mảng hoa, lá, chim thú, phong cảnh đều được. Lọc nét, chỉnh hình, và sau đó chúng ta vẽ chi tiết. Còn phần màu, thì chúng ta tô làm sao cho nó phù hợp, trang nhã. Phần bài tập thì các em nhớ chú ý là các em sẽ tập tạo dáng và trang trí một cái túi xách. Thầy yêu cầu các em vẽ trên giấy A4. Những cái điểm lưu ý thì chúng ta xem là bố cục của túi nè, màu sắc và đường nét túi phải hài hòa, hợp lý. Thầy chào các em.